Rất vui lại được gặp lại quý anh chị và các bạn trong buổi live và giới thiệu chi tiết xe ngày hôm nay. Và hôm nay Hiền Kim sẽ tiếp tục giới thiệu một mẫu xe nữa mới cập bến tại Family Car Hải Dương. Đây là một chiếc Innova bản E2.0 số sàn, sản xuất 2016, mang biển số là 36A21406. Chiếc xe này một chủ từ đầu chạy 6 vạn nhé. Quý anh chị xem xe thì xin vui lòng đến trực tiếp trụ sở giao dịch chính của Family Car là số 1005 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, hoặc liên lạc qua số hotline 0978607555 để được tư vấn hỗ trợ về tất cả các cái thủ tục cần thiết khi mua một chiếc xe. Và em Kim sẽ quay chi tiết vòng quanh xe, chi tiết nội thất, máy móc cho quý anh chị và các bạn tham khảo mẫu xe này. Form mới 2016. 2016 thì nó sẽ có hai form nếu anh chị lưu ý. Như chiếc Vào Vàng Cát tiền Kim Kim bán đấy là hơn 500 một chút, tầm 501, đây là chiếc xe đấy là form cũ. Thì chiếc xe này là form mới rồi. Rất là đẹp, rất là đường xe, form dài xe, khỏe xe. Đăng ký 8 chỗ ngồi. Hệ thống xi nhan tích hợp trên gương. Đây, cái đèn trước đây. Xe order 6 vạn 9 nhá, 6 vạn 9 nhá quý anh chị. Trang bị thêm màn hình này, camera đầy đủ. Nội thất màu da bò rất là đẹp luôn. Vì sao 2.0, mức tiêu thụ dòng này nó sẽ rơi vào tầm 9 đến 10 lít trên 100 cây. Sau đây ba dàn điều hòa riêng biệt nhé. Ghế ngồi phía sau hoặc là có thể gấp lại để đồ, rất là rộng rãi luôn. Hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị xe, 60% giá trị xe. Nếu mà khách hàng có nhu cầu vay vốn thì bên em cũng sẽ hỗ trợ khách làm tất cả các thủ tục vay vốn ngân hàng. Xe thì chất lượng xe em cam kết đảm bảo, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Quay máy, lốp còn khá là đều xe, lốp còn khá là đẹp. Bốn lốp còn đều. Dừng lại để zoom lên xem là có thể biết được nhá. Xe thì bên em cam kết chất lượng xe rồi, đảm bảo 100%, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Và chiếc xe này là Innova bản E2.0 số sàn, sản xuất 2016, giá đang chào bán là 540 triệu.